Hôm nay Dung làm món cơm cháy kho quẹt. Cái món này là những người xa quê không biết có ai còn nhớ cái món này không ta? Chứ hôm nay thì trời mưa, Dung làm cái món này ăn là đúng luôn á. Trời mưa mà cơm cháy nè, quẹt miếng kho quẹt thôi à, ngon lành luôn. Trời mưa lớn quá cả nhà ơi. Mới sáng sớm mà mưa mịt mù như vậy nè. Nhìn trời mưa về nhớ nhà nhớ quê quá cả nhà ơi. Mà 3 năm nay rồi đâu có được về đâu. Nhớ nhà nhớ quê hương, nhớ ba nhớ má nhớ gia đình, nhớ em út nhớ dòng họ da diết luôn cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hôm nay Dung tận dụng một mớ cơm nguội làm cái cơm cháy nè. À, Dung dùng một cái chảo ép nhiêu cơm nguội, Dung ép ra cũng khoảng được 3 miếng. Thì giờ Dung cho lên bếp ha, Dung mở lửa lên. Cái phần cơm cháy bây giờ nó cũng rám mặt dưới rồi. Dùng một cái giá để Dung ấy hay Dung khử khử hai cái dầm lên cho nó dễ lật mặt á. Dung sẽ dùng một đôi đũa ha, bắt đầu Dung lật qua. Ồ, nó vàng mặt dưới rồi nè. Và ngon quá. Dùng cái chảo không dính nha, chứ chảo mà bị dính là mình làm không được đâu. Mở lửa vừa vừa trung bình á, thì mình cứ chờ cho nó vàng. Chứ mở lửa lớn quá thì nó áp, nó dễ khét. Rồi, miếng cơm cháy đầu tiên của Dung đã hoàn thành. Rồi vậy cứ tương tự, Dung còn lại 2 miếng làm cho xong luôn. Bây giờ Dung bắt đầu đi kho quẹt. Cho vô đây một ít mỡ heo ha. Mỡ heo nó có cái tóp mỡ mình kho quẹt lên nó mới ngon. Nếu không có mỡ heo thì mình dùng thịt ba rọi mình kho. Nhà Dung sáng giờ mưa, khu Dung ở mưa quá trời, giờ tạnh tạnh. Mở cửa sổ ra có tiếng xe Honda chạy hơi ồn nha cả nhà. Mở cửa sổ ra cho nó thoáng. Phần mỡ bây giờ nó tan, Dung cho một ít tỏi vô nè, hèo lên cho nó thơm ha. Bây giờ cái phần tỏi bây giờ nó cũng dậy mùi thơm rồi nè. Thì tiếp theo Dung sẽ cho cái nước mắm vô, cho theo vừa ăn ha. Thì cho xem xét vậy đó, cho dùng ít tôm khô. Tôm khô này Dung ngâm qua nước rồi để ráo rồi ha, giờ cho vô luôn. Dung bắt đầu kho lên một hồi nữa, lâu lắm rồi mới ăn lại cái món kho quẹt này nè. Rồi Dung sẽ nêm vô, bỏ vô một ít tiêu, cho tiêu nhiều để cho nó cay, cho nó thơm, nó ngon. Cho vô 4 trái ớt ha, để hồi mình cắn mình ăn cho nó ngon. Rồi bắt đầu Dung nêm vô 2 muỗng ăn canh đường, tùy theo mình nêm mặn mặn, Dung thích kho mặn mặn ha, 2 muỗng ăn canh đường. Bao giờ nó bay mùi lên nực nồng cái nhà luôn rồi, toàn là mùi nước mắm kho quẹt. Tôm khô nè thơm quá. Bây giờ nó cũng sắp kẹo rồi, Dung cho cái hành lá vô nè. Cũng nhanh thôi, nhanh gọn. Cuối cùng Dung cho một ít ớt sắc lên nè. Rồi hoàn thành cái cháo kho quẹt. Wow, thơm quá. Hay Dung xin chào cả nhà. Sáng giờ mưa quá chừng luôn cả nhà. Cái Dung thèm ăn cơm cháy kho quẹt chấm với lại rau củ nè, một mớ cơm nguội ha. Cái Dung cán mỏng ra, cán mỏng là cho vô chảo áp chảo. Hay Dung ăn với lại dưa leo nè, cải bắp thảo, đậu que, khổ qua,
cải ngọt, bông cải trắng với lại cà rốt, cà bắp luộc, nói chung là tất cả Dung đều luộc hết. Rồi bây giờ Dung mời cả nhà ăn cùng nha. Dung mời cả nhà nha. Đó. Trắng miếng ớt cả nhà. Ngon dữ lắm luôn. Ăn miếng cơm cháy với quẹt với kho quẹt cái quá đã rồi. Quá ưa đã rồi. Chấm với ớt cho nó ha. Ớt á, mình cho vô một ít, một mớ cắt ra với một bốn trái nguyên vậy nè. Mình ăn mình cắn vậy mới ngon. Giòn đã thôi nè ơi, ngon cả trời luôn cả nhà ơi. Cà bắp ngon xèo cả nhà ơi, ngon quá. Cơm cháy á, Dung ăn được một miếng rưỡi gần hai miếng ngon. Hồi nãy á, Dung tới làm mỡ hành chảy ra, nhưng mà Dung nghĩ làm mỡ hành nó ăn nó dễ ngán lắm, tại vì cái này á tóc mỡ mà nhiều rồi, chèm mỡ hành nó ăn ngán lắm, cho nên Dung không có làm. Dung chỉ làm xong cái phần cơm cháy rồi để về ăn luôn. Giòn đãi gì đâu. Nhói luôn. Cô với Dung đến đây cũng xin được tạm dừng nha. Thì hôm nay á, Dung cập nhật tình hình là Dung đang chờ kết quả vào ngày mai đó. Thì cả nhà ngày mai đón xem video của Dung cập nhật vào ngày mai nha. Rồi Dung sẽ cho cả nhà thông báo ngay là biết kết quả xét nghiệm của Dung như thế nào ha. Dù là tin vui hay là tin buồn. Cảm ơn cả nhà mình đã bỏ thời gian quý báu xem hết cái video của Dung nha. Dung cảm ơn rất là nhiều. Nếu mà xem video của Dung, cảm thấy video của Dung hữu ích á, thì cho Dung xin một cái like và một cái đăng ký kênh để ủng hộ kênh Dung ngày một phát triển lớn mạnh ha. Rồi Dung xin chào tạm biệt cả nhà. Dung hẹn cả nhà ở video tiếp theo.